định giá cổ phiếu SJC, công ty cổ phần Sodanji Châu Đức. Lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ từ mức nền thấp năm 2022. Cổ phiếu lưu hành 120 triệu. Vốn hóa 4,620 tỷ Việt Nam đồng. Thanh khoản bình quân 0,92 triệu cổ phiếu. Sở hữu nước ngoài 2,98%. Cơ cấu cổ đông: Tổng công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp 46,8%. Công ty cổ phần Sodanji Long Thành 10,1%. Căn cứ đầu trung ương: SJC là nhà phát triển khu công nghiệp hàng đầu tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, với quỹ đất thương phẩm còn lại khoảng 560 hectare, xếp thứ 3 tại khu vực miền Nam. Giá cho thuê khu công nghiệp Châu Đức dự báo tăng mạnh trong giai đoạn 2023-2025 với CAGR 8%, do: Một là tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vệ tinh đã ở mức cao, trên 86%. Hai là hạ tầng giao thông tại Bà Rịa Vũng Tàu được đẩy mạnh đầu tư. Ba là giá cho thuê khu công nghiệp Châu Đức vẫn ở mức thấp so với các khu công nghiệp khác trong cùng khu vực. Bất động sản thương mại với giá vốn thấp sẽ đẩy mức nền lợi nhuận lên một tầm cao mới. Kết quả kinh doanh: Trong quý tháng 2 năm 2023, SJC ghi nhận doanh thu thuần đạt 288 tỷ đồng, tăng 10%, lợi nhuận sau thuế đạt 96 tỷ đồng, tăng 57%. Lũy kế ngày 6 tháng 5 năm 2023, SJC ghi nhận doanh thu thuần đạt 351 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 108 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ, và hoàn thành lần lượt 38% và 51% kế hoạch kinh doanh năm. Biên lợi nhuận gộp là 49%, tăng 13 điểm phần trăm so với cùng kỳ, do: Một là biên lợi nhuận gộp mảng cho thuê khu công nghiệp tốt hơn do cùng kỳ trích trước chi phí giải phóng mặt bằng cho khu công nghiệp Châu Đức. Hai là đóng góp từ khu dân cư Hữu Phước có biên lợi nhuận gộp cao, 79%. Dự báo kết quả kinh doanh: Trong năm 2023, chúng tôi dự báo SJC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1,124 tỷ Việt Nam đồng, tăng 31%, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 375 tỷ đồng, tăng 89%, tương đương EPS năm 2023 3,121 Việt Nam đồng trên cổ phiếu, P trên E là 12, 3X, P trên B là 2, 4X. Trong năm 2024, chúng tôi dự báo SJC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1,351 tỷ Việt Nam đồng, tăng 20%. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 459 tỷ đồng, tăng 22%, tương đương EPS năm 2024 là 3,825 Việt Nam đồng trên cổ phiếu, P trên E là 10, 1X, P trên B là 2, 0X. Rủi ro: SJC có các hoạt động kinh doanh với các doanh nghiệp trong cùng tập đoàn Sodanji khiến cho giá cho thuê khu công nghiệp thường bị chiết khấu so với giá thị trường. Tiến độ giải phóng mặt bằng chậm khiến cho chi phí giá vốn khu công nghiệp gia tăng, định giá. Dựa trên phương pháp định giá từng phần SOTP, chúng tôi sử dụng: 1. RNAV cho khu công nghiệp Châu Đức và khu dân cư Hữu Phước với tỷ lệ chiết khấu là 10%. Giá cho thuê trong năm 2023 giả định đạt 85 đô la Mỹ một mét vuông một chu kỳ thuê, tốc độ tăng giá thuê giai đoạn 2023-2025 đạt 8% một năm, sau đó giảm về mức 5% một năm. 2. P trên B mục tiêu là 1,8X cho diện tích đã giải phóng mặt bằng ở khu đô thị Châu Đức để phản ánh triển vọng tươi sáng hơn của thị trường bất động sản sau hàng loạt chính sách hỗ trợ của chính phủ. 3. Không đánh giá gốc Châu Đức do chưa có thông tin chi tiết về dự án này. 4. Không đánh giá cho bót 768 do chưa xác định ngày hoạt động trở lại vì vấn đề pháp lý. Khuyến nghị: SJC đang được giao dịch ở mức P trên E năm 2023 là 12, 3X và P trên B năm 2023 là 2, 4X, thấp hơn so với trên E và P trên B trung bình 5 năm của SJC lần lượt 17, 1X và 2, 6X. Chúng tôi cho rằng đây là mức định giá hấp dẫn đối với một doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng từ quỹ đất khu công nghiệp lớn và đang tiếp tục phát triển các dự án bất động sản dân cư dự kiến sẽ mang lại nguồn thu dồi dào trong tương lai. Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu SJC với giá trị hợp lý năm 2023 là 48,300 Việt Nam đồng trên một cổ phiếu, upside 25% so với giá đóng cửa ngày 19 tháng 9 năm 2023.